Sau 2 ngày thi đấu trong khí thế sôi nổi hào hứng, sáng hôm qua, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Long Xuyên lần thứ 9 năm 2021 tổ chức lễ trao giải và phát thưởng môn điền kinh. Đây là môn thi đấu nằm trong khuôn khổ các môn thi đấu thuộc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Long Xuyên lần thứ 9 năm 2021. Tham dự giải lần này có 45 vận động viên đến từ các phường xã trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung: 100m nam nữ, 200m nam nữ, 400m nam nữ, 800m nam nữ và chạy tiếp sức 4x100m. Với tinh thần thể thao sôi nổi, thi đấu có quyết tâm cao, vì màu cờ sắc áo, các vận động viên đã thi đấu hết mình ở các nội dung thi đấu. Kết thúc giải, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Long Xuyên lần thứ 9 năm 2021 đã trao huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng môn điền kinh ở các nội dung thi đấu cho các vận động viên đạt thành tích. Thông qua giải nhằm lựa chọn các vận động viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ 9 sắp tới.